trước trước SEA Games một tháng là em dính chấn thương, em dính chấn thương gối, em bị đứt dây chằng chéo trước. Bác sĩ khám cho em là bảo là em không cho em thi đấu. Đó là một tin cực buồn với Hoài Văn, nhưng anh không mất đi niềm tin. Thay vào đó, Hoài Văn vẫn cố gắng tập luyện để một lần được thi đấu ở kỳ SEA Games trên sân nhà. Tuy nhiên, thách thức của Văn là không hề nhỏ trước khi bước vào thi đấu. Em bị là gối trái. Gối trái là cái chân mà chịu lực nhiều nhất trong ném lao. Em trước khi thi đấu là em phải băng gối. Em cố gắng như thế nào không cho đối thủ biết em dính chấn thương. Tại vì khi đối thủ biết em dính chấn thương thì đối thủ sẽ tinh thần nó sẽ lên. Em thi đấu là em bận quần bó dài là đối thủ không biết em chấn thương. Chạy đà thì đứt dây chằng nên em không có chạy đà nhanh được. Nên là em cố gắng chạy chậm nhưng mà chắc từng lần ném. Với chiến thuật khôn ngoan cùng nghị lực phi thường, quả ngọt đã tới với Hoài Văn khi thành tích của anh đạt 70,87m, xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games. Một tấm huy chương mà anh đã chờ đợi cả sự nghiệp. Không biết là cái tấm huy chương vàng này mùi vị nó như thế nào nhỉ? Sướng lắm anh. rất là sung sướng. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 mà em tham dự rồi. Em luôn khát khao, em luôn muốn giành được cái thứ hạng cao nhất về cho thể thao. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Hoài Văn. Việt Nam với thành tích 70m87. And the gold medal will be presented to Mr. Nguyễn Hoài Văn from Vietnam at the record of 70m88. Xin mời các vận động viên dưới bục bên trái quay. Xin mời toàn thể quý vị đứng dậy để làm lễ chào cờ của nước Việt Nam. Please stand up for the national anthem of Vietnam.